Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel ngày 26 tháng 11, lực lượng tham gia chiến dịch quân sự trên bộ ở giải Gaza đã thu giữ được 5 triệu shekel tiền mặt, tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ từ các cơ sở và nhà riêng của các thành viên thuộc Hamas. Cũng theo Bộ Quốc phòng Israel, ngoài đồng shekel của Israel còn có tiền của Jordan và Iraq. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển cho Bộ phận Quản lý Tài chính của Bộ Quốc phòng Israel. Cũng trong ngày 26 tháng 11, Trung tướng Haji Halevi, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel cho biết, nước này sẽ nối lại chiến dịch quân sự ở giải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn với Hamas kết thúc. Trong một bức thư gửi binh sĩ, tướng Halevi nêu rõ, lực lượng phòng vệ Israel đã tạo khuôn khổ để nhóm con tin là trẻ em và phụ nữ được trao trả trong thời gian tạm ngừng bắn. Khi khuôn khổ này hoàn tất, lực lượng phòng vệ Israel sẽ mở lại chiến dịch với quyết tâm tiếp tục giải thoát các con tin và loại bỏ hoàn toàn Hamas. Trước đó, ngày 25 tháng 11, có 13 con tin Israel được Hamas thả trong cuộc trao đổi thứ hai sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày có hiệu lực ở giải Gaza trong các thỏa thuận riêng biệt, 15 công dân nước ngoài cũng đã được trả tự do. Đổi lại, Israel đã thả 78 người Palestine bị bỏ tù vì vi phạm an ninh, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Tel Aviv cũng đã cho phép khoảng 200 xe tải chở hàng hóa vào giải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã nhận được từ Hamas một danh sách các con tin sẽ được trao trả vào đêm 26 tháng 11 trong đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ ba giữa hai bên.